Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mới mới đi vừa vô mới mua được ít mực ra. Con nè. Hàng này chuẩn bị thay lông hết trơn. Chuẩn bị thay lông. 15 triệu bán hết trơn nè, rồi nè. 16 triệu hàng này bắt hết trơn. Là cũng đồng ký đó. Nó 3 ký đó, cái 3 ký 12 triệu mới mua qua luôn. Bắt rồi. Mới bắt thời hôm. Mới bắt thời hôm đó, 3 ký 12. Mới bắt thời 7 giờ tối hôm. Thì bà nói là bên đây là cái tầm mà ví dụ như giờ 2,7 15 triệu, 2,7 12 triệu, 2,7 9 triệu, 2,7 6 triệu. Đó vậy đó. Ăn đủ loại hết tại anh bốn cái giống tròn rồi. Mà cưng ví dụ như cưng bắt cái tầm giá tiền này mà cưng đổi trồng cao cấp như trồng khác thì cũng được. Em thấy cái khác nó tốt mà dài như vậy đây không à? Hả? Mướt mà dài nó còn tốt. Người ta bắt vậy nhiêu không? 16 7 triệu con không á. Cũng bằng ký cưng luôn. 10 triệu 11 2 9 thì nó nghe thấy hết.